Xin chào toàn thể các bác lại quay trở lại với kênh YouTube Điện Máy Ngọc Mai. Hôm nay thì bên trung tâm em sẽ review giới thiệu tới các bác về một dòng sản phẩm mới. Máy rung gạch chạy bằng pin các bác nhé. Rất là tiện lợi. Khi mà các bác đặt mua sản phẩm này về thì các bác sẽ đựng trong một cái hộp nhựa như này. Đấy, nó có một cái hộp nhựa màu đen cực kỳ là dày dặn, đẹp và chắc chắn như thế này này các bác này. Đấy, em bỏ phía bên trong đây để cho các bác nhà mình được cùng tham khảo luôn. Thì phụ kiện đi kèm thì các bác vẫn có sạc nhá. Đây là sạc adapter. Đấy, còn máy này. Máy rất là đẹp luôn nha các bác nhá. Máy này là sử dụng để rung gạch. Rất là ok. Đấy. Đây này các bác này. Khi các bác bóp lại như thế này, nó sẽ giữ cái viên gạch hít lại rất là chắc nhá. Đấy. Và các bác rung ở đây này. Đấy, bấm vào đây nhá. Kiểu dáng rất là đẹp luôn này. Cái sản phẩm này thì giá rất là hợp lý nhá. Nếu như mà bác nào mà có nhu cầu thì là các bác liên hệ trực tiếp tới trung tâm điện máy Ngọc Mai. Khi mà các bác đặt hàng tại trung tâm điện máy Ngọc Mai thì các bác sẽ không cần phải đặt cọc hay là chuyển khoản tiền trước. Các bác chỉ cần để lại cho em địa chỉ và số điện thoại thì bên em sẽ gửi qua đường bưu điện về tận nơi cho các bác. Trước khi nhận hàng thì các bác sẽ được kiểm tra hàng. Các bác được kiểm tra hàng trước khi nhận hàng và thanh toán tiền, cho nên là các bác yên tâm. Sản phẩm này thì bên em mới về cái số lượng cũng khá là nhiều, nên là giá sẽ là giá tốt nhất để gửi tới tay cho các bác. Những bác nào mà có nhu cầu thì cứ liên hệ alo trực tiếp tới bên em qua hai đầu số điện thoại là 0378487818 hoặc là 0989458200. Đây là hai số điện thoại chính của bên em, chuyên tư vấn cho các bác về tất cả các dòng sản phẩm điện máy và dụng cụ đồ nghề. Là một trung tâm điện máy, bên em nhận ship code COD toàn quốc về tất cả các mặt hàng điện máy xây dựng, máy cơ khí và dụng cụ đồ nghề, vật tư thay thế điện cơ, điện lạnh, điện máy cầm tay. Mẫu mã bên em cực kỳ là đa dạng, chất lượng ok và giá cả luôn luôn là cạnh tranh nhất thị trường các bác nhé. Khi mà các bác quan tâm những cái dòng sản phẩm đó thì các bác cứ ấn đăng ký kênh của bên em. Em ở Tân Yên, Bắc Giang. Những bác nào mà ở khu vực gần thì các bác có thể là đến tận nơi tham khảo về rất nhiều mẫu mã. Còn những bác nào ở xa thì các bác chỉ cần ấn đăng ký kênh và ấn vào biểu tượng chuông để theo dõi kênh của bên em thì các bác sẽ thường xuyên nhận được rất nhiều những video đăng tải về những cái dòng sản phẩm khác nhau. Bên em sẽ thường xuyên cập nhật video giới thiệu cho các bác. Mỗi một video thì sẽ là một dòng sản phẩm riêng để cho các bác nhà mình được cùng tham khảo và lựa chọn. Các bác chỉ cần đăng ký kênh, các bác ở xa cứ có địa chỉ và số điện thoại, bên em sẽ gửi về tận nơi cho các bác. Các bác không cần phải đi đâu hết nhé. Thì trong cái đoạn video ngắn này thì em đã giới thiệu rất là chi tiết về cái mẫu sản phẩm. Cái sản phẩm này là một dòng sản phẩm mới nhé. Mới, đấy, trước đây thì em cái này trên thị trường nó cũng chưa có ạ. Bây giờ nó mới có trên thị trường thôi. Rất là tiện lợi, em thấy nó rất là tiện lợi, phù hợp với rất nhiều các bác thợ mà đi ốp gạch ý. Cực kỳ là ok nhá. Những bác nào mà có nhu cầu thì các bác liên hệ bên em nhé. Và em xin được kết thúc tạm dừng video tại đây. Xin cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở một cái video lần sau. Các bác nhớ đừng quên ấn vào đăng ký và chuông báo của bên em để nhận được những thông báo mới nhất từ đây nhé.